Chúng ta đến cái bài tập số 5 các bạn. Bài tập số 5 này nó cũng nằm trong cái phần luyện viết của chúng ta đó. Nhưng bài này nó sẽ nghiêng về cái giao tiếp hơn. Và thầy sẽ giúp các bạn nói cái phần này nhiều hơn. Mặc dù nó nằm trong phần luyện viết nhưng mà nó lại là thiên về nói hơn. Bởi vì có các chữ thảo luận này các bạn này. Discuss này các bạn ha. Rồi vậy thì bài tập số 5 này nó đề nghị chúng ta là làm việc theo nhiều nhóm. Theo nhiều nhóm đó. Thảo luận và tìm ra một vài cái thay đổi ở trong một cái khu vực nông thôn, ở trong một cái vùng nông thôn, và ghi chú những cái thay đổi đó. Rồi, các bạn nhớ thảo luận nha. Thì thầy sẽ gợi ý các bạn cái hướng thảo luận của bài tập số 5 này như thế này. Đây. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cái cuộc thảo luận nó cũng tương đối mở thôi các bạn. Đây, đầu tiên nha. Thầy hướng dẫn các bạn hiểu cái nghĩa của câu đoạn thảo luận rồi sau đó thầy sẽ và các bạn cùng liền nói nha. Bạn A thảo luận với bạn B. Cái khu vực, cái vùng nông thôn thay đổi quá nhiều bây giờ. Có nghĩa là bây giờ cái vùng nông thôn thay đổi quá nhiều. Cái bạn B nói là vâng, đó là một sự thật. Tớ nghĩ là cái thay đổi đầu tiên là những cái người là ở trong ngôi làng á, những người làng á bây giờ là sống trong những cái ngôi nhà được làm bằng gạch thay vì sống trong những ngôi nhà được làm bằng đất xét đó. Và bạn A nói thêm này, thay đổi khác là rằng nhiều người ở những vùng nông thôn đã dùng được là sao bạn sử dụng nước chảy đó các bạn và điện để cải thiện cái việc thực hiện công việc của họ đó các bạn. Đó cũng là cái thay đổi tiếp theo. Cái bảng B nói tiếp này, hơn nữa, in addition là hơn nữa, họ là những người làng đó đã thành lập cái bệnh viện và cái ngôi trường ở bên cạnh, nó thật sự rất là tiện lợi cho những người ở ngôi làng đó. Các bạn thấy không, đây là cái đoạn ngân hàng trao đổi thảo luận rất là thú vị liên quan đến những cái thay đổi ở trong ngôi làng. Và phía dưới này thầy cũng hướng dẫn các bạn một cách thảo luận theo một cái hướng khác nữa, cũng liên quan đến cái bài tập số 5 đó thôi. Đây, bạn A nói chuyện với bạn B. Bạn A nói này, những cái khu vực nông thôn thay đổi rất nhiều ngày nay, những cái khu vực nông thôn thay đổi rất nhiều. Bạn B trả lời, thật vậy sao? Những thay đổi đó là gì? Thật vậy sao? Cái bạn A trả lời, nhiều người đã không dùng những con trâu để mà vận chuyển nữa, mà họ sử dụng xe máy. Họ đã, sao các bạn, đã có nước chảy, có điện và có tivi ở nhà. Bất cứ điều nào khác nữa không? Anything else? Là có những cái gì khác nữa không? Cái bạn A trả lời, trường học và bệnh viện thì gần cái ngôi làng, đó, rất là gần ngôi làng. Và ngôi làng của tôi thay đổi quá nhiều. Cái thay đổi đầu tiên là cuộc sống của những người địa phương, của những ngôi làng đó. Họ đã có một cuộc sống tốt hơn bởi vì họ đã có điện, có tivi, có bệnh viện, có trường học ở gần ngôi làng, bên cạnh ngôi làng đó. Cái thay đổi thứ hai là rằng có nhiều, ngày càng nhiều người, ngày càng nhiều ngôi nhà ở đây. Những ngôi nhà thì sao các bạn? Cũng hiện đại hơn. Đó, như vậy là chúng ta đã có cái sự thảo luận giữa hai bạn A và bạn B như vậy. Rất là thú vị đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ luyện nói các bạn nhé. Đây. The rural area changes so much now. Yes. It's true. I think the first change is the villagers now live in brick houses instead of earthen ones. And another change is that people in rural areas use running water and electricity to improve their working performance. In addition, they have established the hospital and the school nearby. It's greatly convenient for the villagers.
Rural areas change so much nowadays. Really? What are the changes? Well, people don't use buffaloes for transport. They use motorbikes. They have running water, electricity, and TVs at home. Anything else? The school and the hospital are near the village. My village changes so much. The first change is lives of the local people. They have a better life because they have electricity, TV, hospitals, schools nearby the village. The second change is that there are more people and more houses here. The houses are also more modern. Rồi, như vậy là qua hai cái bạn A và bạn B liền nói trao đổi về những cái thay đổi của ngôi làng như vậy, thì các bạn đã có thêm cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói chuyện, đúng không nào? Kỹ năng liền nói tiếng Anh. Và hẹn các bạn ở video tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một cái bài viết ngắn, một về một cái đoạn văn ngắn về những cái thay đổi trong ngôi làng đó các bạn ha. Rồi, thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tại sao thầy hay quay hai video này riêng? Bởi vì cái bài 6 nó nghiêng về viết hơn, bài 5 nó nghiêng về về nói hơn, đúng không nào? Cho nên thầy phải quay riêng là như vậy các bạn ha. Rồi, hẹn các bạn video tiếp theo ha, ở bài tập số 6.